Rồi, xin chào bạn đã trở lại với channel mình nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa lỗi máy in HP LaserTag MFP M135W báo lỗi Install Toner Cartridge nha các bạn. Đó, thì khi bật nguồn lên thì cái đèn cái hình dấu chấm than các bạn nó sẽ nhấp nháy màu cam. Đó, cái đèn nó sẽ báo lỗi và cái máy in nó hiển thị cái dòng lệnh lỗi lên nha các bạn. Đây là dòng máy in HP MFP 135W, đây là dòng máy in đa năng, đa chức năng scan và in, có chức năng photo scan luôn nha các bạn. Đó, thì để khắc phục tình trạng này thì các bạn bước đầu tiên các bạn tháo mực ra, còn rút mực ra. Ở trong cái hộp mực này nó sẽ có dòng có một cái bộ chip, bộ nhớ đếm chip nó đã vượt quá số lượng cho nên nó sẽ báo những cái dòng là lỗi như very low toner đó, hoặc là install toner cartridge, nó yêu cầu bạn thay thế cái chip này. Thì đối với cái máy này thì mình sẽ thay cái chip khác nha. Còn những cái máy nào mà các bạn xài mà nó báo cái dòng very low á thì các bạn có thể nhấn continue để các bạn tiếp tục được nha. Thì các bạn xài đỡ thì nó vẫn xài bình thường. Rồi bây giờ để tháo cái hộp mực ra thì các bạn cần một cái dụng cụ để dứt dẹp nha. Ở đây hộp mực này nó cũng đã tháo một lần rồi cho nên là việc của mình chỉ cần nạy cái nắp đó là xong. Ở đây một tay mình đang quay điện thoại, một tay mình vừa cầm cho nên là nó hơi khó để hướng dẫn các bạn. Đó, các bạn dùng dứt dẹp các bạn nạy đưa vào những cái khe để các bạn nạy ra. Đó, nó có ba cái ngàm thì nó bám lại, thì các bạn lẫy vào từng cái nhẹ đó, các bạn lẫy nhẹ nhẹ những cái mối hàng á thì nó sẽ ra thôi. Những cái hộp nào mà hộp mực xin thì nó sẽ hơi khó xíu tại vì các bạn phải bắn cho nó bể cái lớp hàng đó đi. Còn những cái hộp nào mà đã tháo rồi thì các bạn chỉ cần lẫy là nó ra thôi. Các bạn dùng dít dẹp nha. Rồi mình sẽ để điện thoại lên, mình sẽ làm cho bạn xem luôn. Các bạn chỉ cần đưa dít dẹp mà mỏng đó, các bạn phải nhẹ là nó sẽ ra luôn nha. Các bạn lẫy vào những cái mối hàng nhựa của cái hộp mực, rồi các bạn rút cái nắp ra. Rồi, sau khi bạn rút nắp rồi các bạn tiến hành thay thế chip nha. Ở đây mình đã chuẩn bị một con chip mới và mình đã thay vào rồi. Đó, các bạn dùng tay bạn trượt sang phải sang trái là ra nha. Rồi sau khi bạn đóng hộp mực lại thì các bạn bỏ mực vào trong cái máy in lại nha. Rồi bạn mở nắp ra, bạn bỏ hộp mực, bỏ mực vào, rồi các bạn chờ cho quá trình nó reset lại cái bộ nhớ đếm. Tại vì khi các bạn thay chip nó sẽ mấy anh nó sẽ tự động reset lại từ đầu để cho bộ nhớ đếm nó về mặc định ban đầu. Thì khi bạn thay chip thì nó sẽ không còn báo lỗi dòng lệnh lỗi Stoner Cartridge nữa nha. Và cái nhấp nháy cái màu cam nó cũng còn trên cái máy nữa. Khi cái máy các bạn reset ok là cái báo đèn của bạn nó sẽ chuyển sang màu xanh nha.
khi reset nó sẽ dò và reset lại nó hơi lâu một xíu nha bạn, thì còn chưa bắt chờ nha. Đó, như vậy mình đã thay chip thành công và đã reset về mặt định ban đầu đó các bạn. Bây giờ mình sẽ copy chain test thử. Rồi như vậy là máy đã scan được nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ gắn dây cái nó máy lên vào máy tính để mình in test xem là có ok hay không nha. Rồi trước khi các bạn giao cho khách thì bạn test in ứng rồi kết nối USB xem là nó in được hay không, thì chúng ta tiến hành hoàn thiện và chúng ta sẽ bàn giao cho khách nha. Rồi bây giờ mình sẽ in test trên cái máy tính để xem là máy in có nhận lệnh và in ok hay không nha. Đó, các bạn phải cài đặt driver vào máy tính rồi các bạn sẽ bấm lệnh in test. Rồi vừa rồi mình vừa hướng dẫn các bạn cách cái sửa lỗi, hướng dẫn các bạn cách khắc phục cái lỗi của dòng máy in HP LaserJet MFB1135W. Cái tình trạng của nó báo cái lệnh lỗi là install toner cartridge. Thì video đến đây cũng đã kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay, hữu ích thì có thể cho mình like, và các bạn đừng quên nhấn vào chuông đăng ký để luôn luôn cập nhật những video mới nhất nha các bạn. Mình sẽ thường xuyên ra những video hay hữu ích tiếp theo, thì mong các bạn sẽ đón nhận bằng cách like và các bạn đăng ký kênh để mình có thêm động lực cho ra những cái sản phẩm tiếp theo nha. Rồi một nữa cho phép xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn những video mới nhất nha.